Rồi thì buổi sáng ngày hôm nay thì gia đình cũng là tích cực tăng cường thêm nhiều phương tiện để đi tìm chú Khởi 49 tuổi bỏ xe trên cầu rồi cả nhà. Sáng nay thì cũng có một cái thông tin nhưng mà khi đến đó thì cái thông tin đó là không phải nha cả nhà. Cũng gia đình rất là mừng nhưng mà là một cái mừng hốc luôn. Hướng này hướng ra Cần Thơ cũng như chị Trà Vinh. Không, đi xuôi con nước anh. Này đi xuôi con nước cái gì này quay đầu lại nè. Bên đây là nhìn 4 ngày 4 đêm rồi. Mày cái gì đó? Tắt rồi đó. Thế cũng. Nó xuống lại đi tính. Ủa sao anh không đi theo ghe luôn anh Út? Nắng đi hai bữa chứ hôm kích động chắc rồi. Tại không có mua đó. Rồi không có đem nón hai bữa cái nó. Ừ, bọc nó bọc gì? Rỗng á gì? Để rỗng không? Rỗng chứ gì? Đây cũng đốt nhang cúng với là bánh của nó là cả nhà. Thì hiện tại buổi sáng là dòng nước đang nước lớn nha, nước lớn chảy rất là mạnh luôn nè. Nước này chảy về hướng của Măng Thích và ở đây là cầu Chợ Ôn nha, Chợ Ôn của Vĩnh Long. Thì cái câu chuyện của chú Khởi 49 tuổi này là xảy ra vào ngày 8 tháng 8. Hôm nay cũng như là ngày 12 rồi. Ngày 12 Tây vậy. Dạ, là cũng người dân báo hả chú? Người dân có báo. Nhìn ta thấy cái vật thể người ta không xác định hết chú. Không xác định, khi đến đó mình xác định là gốc cây ha. Cũng nghi nghi đó rồi cho mình hay không chỉnh không có gì hết. Hôm nay là ngày thứ tư rồi, cũng ngày sáng nghe mấy anh em cũng mừng phấn trơn chạy khúc rồi tôi cái ghe của tôi chạy tới mà đầu dầu vàm mà đó. Từ bữa nay là phần cao lắm rồi chú ơi, bữa nay là 4 ngày rồi biết rồi, quậy quá trời với mình ráng chứ em lúc mà nó vậy thì mình phải lo. Dạ, nhìn hình ảnh của bà cụ hôm ra đây đứng gái để mà mong là sẽ nhìn thấy được con cỏi rất là tội nghiệp. Không phải bình thường nhưng mà nó đang 93 tuổi rồi đó. Bắt chuông mà. Đi ra tới ngoài. Có nghe tiếng không nó trên. Cái này treo chuông luôn rồi. Cái này có sáng hai bác em cũng đã ăn uống rồi xong xuôi rồi hết rồi chú. Gọi là một hai chuông ta không có. Để cô điện nó chạy chiếc ghe cào ngang năm. Có người nào phá mình. Cô điện cho khách nó chạy chiếc ghe cào lên nó chạy vòng vòng đây hoặc á mình bắt chuông thì chẳng còn cung suốt nãy giờ trên một phút còn hai phút thì cái này chú sẽ gọi điện để mà ấy thêm tăng cường thêm ghe để mà hỗ trợ tiếp tục. Ngày hôm qua thì 4 chiếc đó cả nhà, sáng hôm nay thì mới đi 2 chiếc à, này chú gọi điện thêm để tăng cường thêm một chiếc nữa. Mấy chú cũng mấy ngày nay ngoài nắng và gió cũng đuối của chương trình. Thì chú sẽ gọi điện để mà tăng cường ra thêm. Chiều nay là hết bông rồi đó. Nắng là chiều là hết bông rồi đó. Điện được không chợ? Có số ổng điện thì điện được chưa? Chưa có thì con đang điện cho ổng. Có số ổng rồi. Không chợ ổng cho gì nè. Có không gọi được rồi kìa. Đéo chuông rồi. Đó, không bắt máy. Không bắt máy.
Alo, có ông khách ở nhà không vậy chị? Có. Ông có nói không nói chừng nào, nếu cần thì điện ông chạy ghe lên, ông đi kiếm phụ rồi. Giờ tôi tính điện tôi, ông chạy lên nhờ ông bữa nữa coi hỗ trợ với tôi đi tìm em tôi nè. Vậy nói giùm nghe, ở đây tôi chờ nghe. Thì nó biết rồi. Ông cào qua cào lại cào chừng mấy tiếng. Là cái ông người bạn của chú Khể phải không? Không phải, bạn với tôi. Qua đúng rồi, qua có ông chú ốm ông nói ông cào qua cào lại hay ngang xong nè. Bạn của Khải bữa nay chưa tới hả? Hả chú? Không thấy thằng nào á. Dạ. Mình cũng tiếp tục tìm, bữa nay là ngày thứ tư, nếu không xong thì ngày mai cũng vẫn tiếp tục hả chú? Chưa biết. Dạ. Tính có nghĩa đó là nếu mà bữa nay kiếm không được thì ngày mai chắc ngưng. Dạ. Theo ý tôi là vậy, nhưng chưa bàn với bà già. Dạ. Ngưng rồi mình chờ những cái thông tin mà của công an hoặc là quần chúng nhân dân cây đi đường á. Dạ. Nên ta báo rồi mình. Chứ giờ chú thấy hôm nay nó 4 ngày. Nói chung nổi là đã nổi rồi đó chú. Dạ. Nhưng mà không biết ở đâu thôi. Dạ. Cho nên là 4 ngày 4 đêm rồi. Bây giờ mình cái trông chờ những cái thông tin của chính quyền. Dạ, là người dân quần chúng nhân dân người ta đi đường người ta gặp á. Mong là những cái vô clip anh em đưa lên cái này thì bà con mà có nhìn thấy á, thì cũng giúp chia sẻ ra để cho nhiều người cùng biết, cũng như là bà con sống khu vực xung quanh ở cầu Trà Ôn này, khi mà có đi sông đi ghe đi lưới rồi đó, có phát hiện những vật thể lạ nào cũng như là nghi là thân của anh Khởi thì sớm liên lạc lại kênh anh em cũng như là bên cơ quan chức năng ở đây và bên người nhà, thì người nhà lúc nào cũng 24/24 là trực ở dưới giả cầu Trà Ôn cô chú chị. Thì mong cả nhà mình chia sẻ như là có được cái thông tin nào đó thì sớm liên lạc lại gia đình, để gia đình đến để mình nhận diện, là nhận dạng, nếu đúng sự thật là anh Khởi thì sẽ đưa anh về lo tang sự. Hình ảnh của mấy chú anh ruột của anh Khởi thì hôm nay cũng thấy là mệt mỏi rồi. Mệt mỏi quá rồi. Mấy ngày như là 4 ngày 4 đêm rồi, cũng là tích cực mà 24/24 để đi tìm, tới nay mà chưa thấy. Thì buổi sáng hôm nay là đã có 2 chiếc ghe đã đi ra rồi, bến để đi tìm rồi, thì chú cũng mới gọi thêm 1 chiếc để tăng cường, đó là 3 chiếc đó nha. Thì ngày hôm qua là 4 chiếc, hôm nay thì 3 chiếc. Hy vọng là buổi sáng hôm nay sẽ sớm nhìn thấy anh Khởi. Nước trong bữa nay lẽ ra việc chán chứ cao dạ, nước đâu. Lớn chảy xiết quá ha chú. Mùng 9 thì mùng 10 là kém rồi mà. Quá trời nước luôn. Thì như người nhà chia sẻ, khi mà chú Khởi ra đi là chú Khởi mặc cái quần jean với cái áo thun màu đen. Thì quý bà con khi xem một cái buổi live này, nó chia sẻ cho lan rộng ra, cũng như là mong muốn là ai phát hiện có thể liên lạc về những người anh em đang ghi hình ở đây, để gia đình sớm mà tìm gặp đưa chú về để mà lo hậu sự cả nha. Bữa nay cũng như là 4 ngày 4 đêm mà vẫn chưa thấy nha. Hiện tại dòng nước đây chảy rất là xiết luôn nè, hướng chảy hướng về của Măng Thích. Đây người nhà cũng đang chờ mỏi mòn luôn, mấy ngày mấy đêm rồi. Đêm hôm thì cũng có tội nghiệp cho bà cụ 93 tuổi rồi, là mẹ của chú Khởi á, cũng đi đến đây, đến nơi cái hiện trường và thắp nhang cũng như khấn vái cầu mong là sớm tìm được gặp chú. Nhưng mà đêm hôm thì cũng tìm, đêm hôm cũng không gặp luôn cả nhà. Cả nhà xem video, cả nhà nhớ chia sẻ giùm ha, cho mọi người được thấy. Dù ai phát hiện chú nổi ở đâu á, có thể liên lạc đến những người anh em đang ghi hình về vụ việc này. Buổi sáng thì cũng có mấy cái phương tiện chia ra nhiều hướng để mà đi tìm mày. Sáng gia đình cũng có đến đây thắp nhang cũng như là khấn vái nè, có bánh trái đây nữa nè. Cầu mong là sớm ngày hôm nay, bữa nay là sẽ gặp được chú nha, để gia đình đưa về lo hậu sự đi. Chứ cũng 4 ngày 4 đêm cũng khá là lâu rồi. Nói chung là ngày hôm nay nổi là đã nổi rồi đó, còn về cái vấn đề là không biết nổi ở đâu thôi. Đây con sông này cũng đi ra nhiều ngã nữa.
Chùa ga nhiều hướng hay gì chú? Chùa ga về biển. À. Đây xuống biển Ba Động nè. Dạ Vinh. Dạ. Biển Ba Động dưới này nè, nó dạ. Nặng, chùa ga là sợ lắm. Bởi gì? Quay cả côn, nước nó mạnh á, nước xuôi nó mạnh á. Dạ. Có gì đâu mà. Nhà cái côn xong nó còn lớn nữa. Thì bởi đâu đó mà lọt qua dòng bên kia là chết luôn đó, chứ đừng có nói khỏi kiếm luôn. Còn nếu mà cho vô hướng này thì cái mọc hai hướng gì hết chú? Nhiều gạch nhưng mà mình dễ kiếm. Dễ kiếm ha. Nhỏ. À. Nhỏ. Mà nước chảy này nó cho vô thôi giống á. Bữa đó rồng chảy ra vậy. Nó chảy ra đó. Không có rồng tiếng là tiếng gì nó lớn rồi. Nó lớn rồi. Xà lan. Vì hy vọng là cho vô đi. Thì giá nó cho vô đó. Dạ. Yeah. Là vào thời điểm đó xuyên suốt luôn. 3 ngày hôm qua là 3 đêm là mấy chú có mặt ở đây á. Đủ ở đây mà. Dạ. Để mà đo mấy chú rồi 9 giờ mấy chú mới về. Về cũng có người ở đây cũng tới luôn. Dạ. Thời nghiệp cho chú ngày qua nè, khi mà cúng trên cầu thấy xuống một con vật thể đó. Chú chạy xuống mà chú té luôn cả nha, chú mừng á. Nhưng mà xuống đó thì bỗng dưng mất tiêu, không hiểu cái chuyện gì xảy ra. Đây cũng xui nó đi. Gặp tụi nó chết, gặp cái kiểu mà ở chích thiện nổi lên cũng chạy lên cho hay, người ta cũng nhiệt tình, ta nói mình nói, mình nói cho đúng đi. Dạ. Người lên chạy dưới thì của cầu kè nó trôi ra, cầu kè nó vớt. Rồi dạ. Đi vô Tân Mỹ, thằng Tân Mỹ nó vớt. Ở dưới giới nữ. Thì bởi vậy nó có vậy đó. Thằng này nó cũng xui. Nam, nó giới nữ. Thằng này nó cũng xui, cái là ba bốn thằng chết trôi trùng với thằng đó. Sáng mình vừa nhận một cái thông tin, người ta cũng mừng lắm hả chú ha. Dạ, yeah, chạy lời không phải ha. Nghiệp đó. Cũng có lòng cho mình hay mà. Yeah. Nói chung thì đúng rồi, người ta cũng có lòng cho hay mà cái vấn đề người ta không xác mình không xác định được. Dạ. Không phải thì thôi chứ sao rồi. Như theo lời của chú hồi nãy đó chú, thì chú nói là nếu ngày hôm nay mà tìm không xong nữa thì có thể ngày mai để cho chờ cái thông tin của bà con hay sao chứ? Bây giờ chỉ có nước đó thôi chứ giờ kiếm gì nó kiếm. Cô bác có gặp thì báo giùm. Yeah. Trời nó nhảy nó xuống đây nó nổi đây nè, nó xuống đó đó. Nhảy cầu đó đó. Tờ báo chính quyền. Nổi đây nè. Dạ. Dạ chứ còn bây giờ. Cầu này cũng 7 tấm mạng rồi chứ mấy mạng nó vô vô. Bốn ông bất tỳ. 4 ngày 4 đêm rồi còn. Bởi 4 ngày 4 đêm rồi. Anh em biết đó, anh em tính mỗi. Đêm mùng 5 đó, bữa nay tính đi. Đêm mùng 5 á. Dạ. Đêm mùng 6, đêm mùng 7, đêm mùng 8, đêm mùng 9 còn gì nữa. 4 ngày 4 đêm rồi. Đúng cử giáp cử. Anh em cũng mòn mỏi hết trơn rồi. Cái con hỏi chú này ha, thì cái vấn đề này mình có xin tin vào cái sự tâm linh không chú? Mình có cần có dạ mình có cần thầy để đến cúng gì không? Nó có cúng nhiều lần lắm rồi. Nhiều lần rồi. Có thầy đến cúng rồi hả? Cũng có phần nào chứ. Bởi vì đi coi ông thầy này xem thầy chỉ cái này gì rồi chứ khác. Coi mấy ông thầy rồi. Không gì là coi thầy thôi chứ thầy chưa đến đây cúng phải không? Có thầy chùa lại nhà cúng. À vậy hả? Hồi nào ở đây không có đổi đâu, vô đổi dùng đây không à. À. Cho đúng đi. Dạ. Linh thì cũng phần nào. Dạ đúng rồi. Nói chung cái gì cũng phải có một chút đỉnh chứ. Ờ. Nào mình dám tin mình tin. Thôi, hy vọng là ngày hôm nay thì trước khi mà dừng lại thì hy vọng ngày hôm nay sẽ tìm được gặp chú Khởi đi. Hy vọng gì đi. Thì dạ. Thì mong rằng là quý bà cô chú anh chị em khi xem những buổi live hoặc những video về tất cả những người anh em đang ghi hình về câu chuyện của chú Khởi bỏ xe trên cầu vào ngày 8 tây đó, chia sẻ ra thông tin giùm, lan rộng ra. Khi mà chú đi chú mặc cái quần jean nha cả nhà, áo thun màu đen, thì chia sẻ ra lan rộng. Nếu đặc vụ mà ở đâu có phát hiện chú nổi lên, có thể là liên lạc với tất cả những người anh em đang ghi hình về vụ việc này để cho gia đình sớm tìm đưa chú về để mà lo hậu sự cả nhà ơi. Cái này là 4 ngày 4 đêm mà, thật sự là quá là tội luôn. Dạ, 93 tuổi mà đúng chứ lắm rồi. Dạ, hiện tại thì ở nhà thì còn bà mẹ, năm nay 93 tuổi rồi mà đêm hôm cũng phải lặn lội ra đến hiện trường để mà thắp nhang khấn vái cầu mong là cho chú nổi lên, cũng là cho tìm thấy đó, nói chung nổi là đã nổi rồi, cho tìm thấy đó. Nhưng mà cũng là trong cái vô vọng luôn cả nhà, rất là đáng thương cụ luôn. Thì cả nhà nhín chút thời gian ra, cũng như là trước là cầu mong
cho gia đình sớm tìm gặp. Thứ hai nữa là mình chia sẻ video ra cho lan rộng ra để cho mọi người được thấy. Đó, tại dòng nước là chảy rất là xiết luôn nha. Dạ. Nói chung cái theo cái mực nước này mà chảy theo cái tốc độ như thế này, nếu mà nổi lên mà không có tấp cái đầu râu trôi rất là xa luôn á. Chạy theo cũng kịp. Dạ. Chỉ cái đường xấy là nhờ nước xấy, nó xấy vô bờ đó. Thì hy vọng không? Dạ. Hy vọng thôi. Mấy cái nhánh trong đó có cái quịnh nào không chú? Đây vài chồng cũng quịnh. Giống nhiều lắm. Bây giờ bữa nay mới vô gạch nè. Bởi vì? Ở đây kêu bằng gạch á. Dạ. Có đi gạch đó chưa thôi? Cái thằng xéo rồi đó đó. Nó rồi nó đi qua bên cái kia bên phố chợ. Trong. Đi vô vậy đi rồi. Nó cho cần cho nó chia đi. Tôi sợ nhất là từ món đâu đây mới cho vô tới chuồng yên này. Rồi thì buổi sáng ngày hôm nay Thanh Hải đến đây cập nhật một cái vụ việc của chú Khởi ra đi tại cầu. Thì mong rằng là ngày hôm nay sẽ tìm gặp Thanh Hải cũng xin phép kết thúc cái buổi live đây và hẹn gặp lại tất cả quý bà cô chú anh chị em. Rồi em chào anh A Xin đó đây nha, chào chị Quỳnh Trang nha. Rồi thì mình xin phép kết thúc cái buổi live đây nha, hẹn gặp lại nha cả nhà trong những buổi live hoặc những video lần sau nha. Xin mến chào và hẹn gặp lại ạ.